Xin chào cô chú anh chị và các bạn, mình là Sang, chào mừng mọi người đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Hôm nay Sang đang làm tóc cho em dâu của mình, sau đó rồi mấy chị em rủ nhau đi trà sữa mọi người ạ. Đang làm tóc ạ. Đây quay đây cameraman ơi. Tóc này Sang đan rồi, sau này uốn nọ ở bên dưới một chút xíu, đi chơi cho nó xinh xinh. Ok, chờ kết quả nha mọi người. Đây á, em dâu của Sang á, Sang làm cho đây nè. Quay phía trước luôn Hiền ơi. Quay phía trước, đó, ở phía trước đây. Đó. Sang đang có mặt ở chỗ mà ở trên suối Nho nè mọi người. Cái chỗ mọi người thấy không? Hôm nay Sang kéo nguyên một bầy nhúc nè đi ăn ốc. Mấy đứa nhỏ cho mấy đứa nhỏ đi chơi đi ăn ốc cho vui. Ở hiện tại bây giờ Sang đang ở chỗ suối Nho, họ nhộn nhịp như thế này nè mọi người. Nhưng mà so với Sài Gòn thì vẫn thua xa. Nhưng mà như thế này so với ngày trước Sang ở đây thì phát triển nhiều lắm rồi. Nhiều bây giờ Sang về Sang nhận đâu có ra đâu. Đang ngồi ở đây là cái tiệm là quán ốc đó mọi người. Ngày trước có làm gì có những cái quán như thế nào, phát triển nhiều lắm. Xin chào mọi người đi. Bạn có nít không à? Con nít ở nhà Sang không á là đã 9 người rồi, chưa kể tới người lớn đâu ạ. Đang là ngồi chờ ốc nó ra, chút nữa ốc ra rồi Sang quay cho mọi người xem tiếp nha. Ủa cái món này là món gì cho chị xem coi nào. Ốc gì mà ốc xào lông. Ốc xào lông. Con nghĩ là ốc xào lông. Ê cái món này món gì vậy? Mì xào bò. Mì xào. Mì xào hải sản. Mì xào hải sản à? Xào hải sản. Giơ tay lên cho bác coi nào. Giơ chân lên cho bác xem nè. Xào lông luôn được món hành nha dạ. Bác cầm cái này cho tụi con. Nguyên một đống luôn, vui. Trời ơi con nít nó đi chơi đó, được một ngày nó vui. Đích thì khỏi nói rồi, đích cái là nó vui nhất luôn mọi người. Vậy á hả? Hình như là đi ở ngoài Long Khánh chị có ăn rồi. Cái mì xào hải sản nè mọi người, có ngon không đây? Ngon không? Nhìn thấy hấp dẫn quá hả? Con ăn đi. Còn món này là món ốc gì? Ốc hương à? Như con này nhai cả vỏ sao ta? Kêu là có xem mình tao hỏi nha. Đây là ốc gì? Ốc hương hả? Ở ốc gì con? Có biết đâu. Vậy hả? Ngon không? Đứa nhé thích ăn ốc đó, con ăn thử ra. Em muốn thay chơi coca hay long coca? Dạ vâng. Cô đá nha mình đá. Ở đây là quán ốc ở ngoài vỉa hè mọi người ạ. Ê mọi người phát biểu cảm nghĩ coi ngon không? Ốc ngon không nào? Ngon không? Con ốc có ngon không? Bình thường hả? Ốc đấy, ốc xào gì? Xào hành hả? Không, ốc này ngon lắm á. Ốc hương phải không? Ốc gì Nga kêu ốc gì chị Nga? Chị Nga. Ốc gì vậy Nga? Gì vậy? Ốc này. Ốc gì à? Ốc mỡ. Ốc mỡ hả? Còn cái này là gì? Món này là gì? Cái nào tới thì em một chút luôn. Cái này nè. Ốc nướng. Nghêu nướng hành. Nghêu nướng mỡ hành. Dạ đúng rồi. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Ngon thiệt hả? Cái này ngon thiệt. Rồi. Con ăn này đi con. Trời ơi mấy đứa nè. Bây giờ Sang sẽ tới Sang quay luôn cho mọi người xem ở bên phía bên trong kia nhá. Chỗ mà mấy anh đang làm ở đằng kia kìa. Đi coi chừng bắp dây điện.
À, cái chỗ này chỗ chị ăn bát. Mình qua ra ngoài đây, mình quay ở ngoài đây. Đây đây là ốc bơ, ốc bu à anh? Ốc bu gì vậy? Ốc bu này em chả biết bu gì. Dạ, còn anh ăn gốc là con gì? Sò lông ạ. Sò lông nướng hả? Còn ở bên đây là con hàu nè mọi người. Con ít chứ. Còn đây là gì, mấy cái con sò lông mà người ta đã khử ra hết rồi. Sao nhìn giống giống như con sò huyết thế nhỉ? Coi đầu bếp mình đang xào à mọi người. Bị đâu? Bị bà nào lên ơi. Ôi, trời ơi, cái lúc cái quán này mở ra lúc đó Sang chưa có ở đây, Sang chưa thấy. Ở bên đây là những cái hộp sốt của ảnh này, cái hộp sốt. Còn ở bên phía bên đây là nhà của Sang là đông nhất. Con ốc tên là Bé. Anh chưa ăn một con nào hết, không biết nó có ngon không. Ok. Cho bác hỏi nè, ngon không? Ngon không kìa mấy đứa ơi. Ngon không? Không. Lích ơi, ngon không? Trời ơi, hỏi Lích thì nói nhỏ lắm, như em bé vậy. Chừng 2019 nó sang có về một lần đúng không? Ừ đúng rồi. Thế là lúc trước bà coi là không. Cho bác ăn thử một cái con sò nướng coi là có ngon không nè. Có ai dễ thương làm cho một con sò nướng coi. Coca. Không, chị không uống nha. Uống nước ngọt không, không uống nước ngọt đâu. Nick ơi. Coca con. Đây một con sò nướng mà trà mì đổ đang khử ra cho Sang đây. Ăn thử coi nó có sò ở đây nó có tươi hay ngon không nha. Mà Sang thấy là mấy đứa nhỏ ăn là rất hưởng ứng lắm mà. Chị ăn thôi hả? À nóng á. Nóng nó mới ngon. Quay màn hình về phía trước. Chị Hiền ơi, có cho em cái chén. Ngon không? Ngon. Đúng là ngon thiệt, sò tươi. Làm luôn một bát là con. Rất là tươi. Mới chịu nổi. Ngon mọi người. Cái này uống bia ngon lắm. Uống nước ngọt là không có đúng. Có đúng gì nữa. Ui giời ơi, ngộ vậy. Bây giờ Sang sẽ ăn thử cái con ốc này. Không biết là ốc gì. Nhưng mà hình như nó nhỏ xíu à. Ủa, cái mình của nó đâu? Ăn hết rồi hả? Con cũng bị lừa một con này. À. Đây ha, Sang ăn thử một con coi nó ngon không. Nó rất là nhỏ luôn, cái này là ốc xào tỏi chắc. Để coi hương vị nó như thế nào. Cái này là ốc xào bơ tỏi. Ngon không? Cảm nhận sao? Ngon, vừa ăn. Cái gu rất là vừa ăn. Cái em ăn cái con ốc này mình phải chấm nước á. Ăn luôn cái sốt ở bên ngoài của con ốc á thì nó mới đã. Có nghĩa là mình mút luôn con ốc. Đó, vậy mới ngon á. Ở đây là ốc hương ra muối ớt á. Mà muối cái này ốc hương cộng muối luôn đó mọi người. À không phải, họ lăn bột trước. Ngon lắm hả? Lăn bột ở bên ngoài sau đó xào lên với muối. Mọi người nhá. Ăn thử coi.
em trai của Sang đấy mọi người. Đen thui thù lùi ạ. Rất là ngon ạ. Ngon có vị như thế nào mình nói coi. Bơ bơ, mùi bơ, sữa này. Gì nữa? Ngon ngon, ốc nó giòn. Nó giòn, bên trong nó ngọt. Ở miệng nó giòn, ở phía trong lại ngọt. Ốc hương nó giòn à? Ăn thêm mì xào không? Ăn thêm mì xào không? Ăn thêm bơ ở ngoài thế này. Chính nó là bột ngọt. Không, tẩm bơ đi. Không phải bột ngọt. Bích ơi, ăn thử cái con này coi con. Là bột ngọt không hả? Không, không phải bột ngọt. Bơ. Bơ, muối. Muối, tên ân. Ngon không con? Ốc với ốc xào muối ớt đó con. Ăn thử coi nha. Ở bên kia là người ta đang chuẩn bị nướng chân gà cho mình đó hả? Cái món chân gà nướng muối ớt á, thì Sang có rất là nhiều. Ở khi mà mình ở bên Bỉ á, mình có coi rất là nhiều YouTube thì người ta có nói làm chân làm cái, người ta giới thiệu rất là nhiều cái món chân gà nướng muối ớt. Thì lần này mình về để mình coi thử coi ăn thử xem cái món đấy nó đặc biệt ra sao. Cái này ở dưới cho nên là thành bây giờ là 9 giờ tối rồi đó mọi người ạ, chuẩn bị là tiệm tùng người ta cũng đóng cửa dần dần. Bây giờ nghe bác hỏi nè, có đứa nào ăn bánh bao không? Ăn bánh bao kìa bác. Đứa nào ăn đấm không? Không. Bánh bao hết hả? Người lớn có ăn không? Người lớn có ăn luôn không? Không, em không ăn. Đếm đi bao nhiêu cái? Bảy. Mười hả? Mười đứa. Đi qua mua mười bánh bao chưa? Đây bánh bao gì đây? Công thử tắt ở bên trong nhân coi là cái gì? Nhân đậu xanh. Nhân đậu xanh. À. Mỗi đứa một cái. Mấy đứa nhỏ nhỏ mọi người. Mỗi đứa một cái. Có bánh bao màu xanh là bánh bao lá dứa và bánh bao khoai môn. Ngon không? Có ngon không? Đủ chưa? Gì ăn nè? Không. Mệt lắm gì? Không ăn. Sợ mập. Cái này không mập đâu, sợ tại mập. Mình nhân đậu xanh này không mập. Gì sợ mập? Đây món gì đây? Món chân gà bây giờ mới ra. Cái gì đây? Đừng có đưa cho em ăn đi. Em mang về, em về lát cho cô. Chút nữa em qua mua được rồi. Nè, ăn đi. Đừng ốc bươi rồi, chừng đừng ngót cái nào. Không phải đâu, chú ơi, hết rồi chú ơi. Có ốc bươi ở trên đấy. Trời ơi, thấy cái ta cái bàn ở nhà Sang, cái bàn này quá chừng luôn nè. Bỏ ở trên đấy. Chú ơi, chú bị kiện rồi. Chân gà mình còn chứ hả? Đúng rồi. Đây là cái món chân gà nướng muối ớt nè mọi người. Lần đầu tiên mình mới thấy cái món này. Đưa muối ớt. Đưa chén muối ớt. Ủa? Cái này người ta có muối ớt ở đây rồi chứ? Không phải hả? Chén riêng. À, có chén riêng nữa, lạ vậy. Món này lạ nha. Sao còn đá không chị Minh? À, đây là cái món chân gà mà Sang lần đầu tiên Sang mới ăn thử. Món chân gà nướng muối ớt rất là ngon. Cái nó không có bị khô và rất là cay. Rất là cay mà hơn nữa là nó rất là thơm. Thơm bơ tỏi này. Thơm lắm. Cái này á, cái gu dành cho mấy người nhậu thì được á. Con thấy ngon. Anh đang mang ra tiếp nè. Thằng kêu 3 đĩa rồi. Phải không? 10 phần. 10 chân, 10 cặp. Thôi Sang tiếp tục ăn cái chân gà của mình đây. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị các bạn ở video sau tiếp theo của Sang nha. Cảm ơn mọi người luôn xem và theo dõi Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.